năm đi nghĩa vụ, chàng trai Đắk Lắk ngỡ ngàng khi người vợ chân chất ngày nào đã lột xác như hot girl. Gần 4 năm trước, anh Yiyok Ketun và cô gái Hak Jun Kesa, người ED sống tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, tình cờ quen nhau qua mạng xã hội. Nhà ở cách nhau chỉ hơn 4 km nên cặp đôi có nhiều cơ hội gặp gỡ. Ngày ấy, Kesa trong mắt Ketun là một cô gái có lối ăn mặc giản dị. Trang phục thường ngày chỉ là quần jean, áo sơ mi, áo phông. Sau gần 1 năm quen nhau, cả hai đã chính thức hẹn hò. Đầu năm 2020, Ketun nhận quyết định đi nghĩa vụ quân sự. Cùng thời điểm đó, Kesa biết tin mình có bầu. Hai gia đình biết chuyện liền động viên Ketun an tâm lên đường làm nhiệm vụ. Ở nhà, bố mẹ đôi bên sẽ chăm sóc đủ đầy cho hai mẹ con Kesa. Tháng đầu tiên, anh Ketun xa nhà vì bụng còn nhỏ nên tôi vẫn tới Bình Định, nơi anh ấy đóng quân thăm anh ấy được, Kesa kể. Lần ấy cũng là lần gặp gỡ duy nhất trong 2 năm anh Ketun đi tham gia nghĩa vụ. Bởi sau đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và do Kesa sinh con nhỏ, nên chàng quân nhân không thể về nhà thăm vợ con. Trước khi mang bầu, cô từng có cơ hội làm mẫu ảnh. Nhờ công việc này, Kesa cũng có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Như thế, sau khi sinh con, Kesa nghĩ ra ý tưởng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để sáng tạo các nội dung về chủ đề phụ nữ làm đẹp sau sinh. Kesa nuôi tóc dài và chú ý đến việc ăn mặc hơn. Cô gái có nước da bánh mật cùng với gương mặt góc cạnh đã dần lột xác, nhan sắc ngày một xinh đẹp. Cuối năm 2022, khi hết hạn nghĩa vụ, anh Ketun trở về nhà và ngỡ ngàng trước nhan sắc của vợ. Kesa kể, hôm ấy tôi ở nhà ôm con chờ chồng, còn mẹ chồng ra đón anh ấy từ xã về. Gần 2 năm không gặp, chồng tôi khác nhiều bởi rắn rỏi, trưởng thành hơn. Anh ấy nhìn tôi thì bảo sao khác quá. Cái khác mà anh Ketun nói đó chính là sự lột xác khó tin và cách ăn mặc có gu của vợ. Nhìn người vợ xinh đẹp, người đàn ông xa nhà lâu ngày không giấu nổi niềm hạnh phúc. Câu chuyện của cặp đôi những ngày qua được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi Kesa thần thái sang chảnh, chẳng kém gì những người đẹp quốc tế. Cô gái ED này cho biết, trước đây rất tự ti về cơ thể, về có màu da bánh mật. Tuy nhiên, từ khi nhận ra vẻ đẹp của riêng mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2024. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.